Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vlog của Tuấn. Thì ngày hôm nay Tuấn chia sẻ cho với các bạn một cái chủ đề cực kỳ là thú vị. Đó là làm marketing ở Mỹ thì có khác gì so với Việt Nam. Thế thì như các bạn đã biết là Mỹ với Việt Nam ấy thì là cách nhau là nửa vòng trái đất. Và cái văn hóa này, rồi là thời tiết này, rồi là lối sống này, thì tất cả những điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện về marketing. Thì ví dụ như là những cái người ở xứ lạnh và người xứ nóng là hai cái văn hóa và hai cái lối sống là khác biệt nhau. Và một cái người ở một cái gọi là môi trường mà có cái dân cư gọi là văn hóa nó gọi là mức sống ấy, mức sống tốt hơn, thì cái văn hóa tiêu dùng của họ cũng khác nhau, khác hơn đó. Thế thì Việt Nam thì đang là một cái nước đang phát triển, thì Việt Nam thường là sẽ đi sau Mỹ khoảng độ tầm vài năm. Đó, thế thì ngày hôm nay thì Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn là sự khác nhau giữa cái marketing, việc làm marketing ở Mỹ với việc làm marketing ở Việt Nam thì như thế nào. Thì cái việc đầu tiên mình có thể kể đến đó là gì? Là cái xác định là chân dung khách hàng mục tiêu, có nghĩa là insight, customer insight. Thế thì chân dung khách hàng mục tiêu thì mình xác định như thế nào? Thì bản thân là như Tuấn nói là ở Mỹ thì họ sẽ có những cái khác biệt về văn hóa, về lối sống, về cách di chuyển. Ví dụ như là Mỹ họ sống một cách họ sống là những cái gọi là căn hộ biệt lập với nhau, chứ họ không sát như ở Việt Nam mình. Thì do vậy là cái cách sống của họ cũng như nhau, nghĩa là căn biệt thự nó sẽ có sân vườn với cả. Thì cái cách thế thì cái insight của khách hàng, ví dụ như là về độ tuổi này, về sở thói quen này, về sở thích để mua sắm, tất cả thứ nào đều khác nhau. Thì cái việc đầu tiên là insight. Cái điểm thứ hai khác nhau là mình nói câu chuyện về truyền thông đi. Thế thì ở Mỹ là cái việc mà cái người dân họ sử dụng Netflix để xem video ấy, thì nó rất rất là phổ biến đó. Thế thì khi mà quảng cáo ở Mỹ thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ kết hợp giữa truyền thống và digital đó. Thì và đa phần là cái ngân sách ấy mà dành cho quảng cáo thì nó sẽ tập trung vào digital. Bởi vì sao? Bởi vì là ở trên kênh Netflix chẳng hạn, thì người dân cái người tiêu dùng ấy, người ta có thể xem đi xem lại nhiều lần. Thế thì cái việc mà quảng cáo ví dụ như là tài trợ cho một cái series phim nào đó, hoặc là tài trợ trên kênh truyền hình, thì và gắn vào với từng sản phẩm cụ thể thì nó sẽ phổ biến hơn rất là nhiều. Ví dụ như tài trợ cho phim này, tài trợ cho phim này, rồi tài trợ cho tất cả những cái hoạt động online, ví dụ như là TVC, hoặc là tài trợ, không phải tài trợ TVC mà là tài trợ cho các cái ca khúc chẳng hạn đó, lồng ghép vào nhau đó, thì là rất là phổ biến. Cái điểm thứ hai về truyền thông marketing đó là gì? Các cái quảng cáo ngoài trời. Thì quảng cáo ngoài trời ở Việt Nam mình ấy là đa phần sẽ là một cái quảng cáo ở mức độ là bình thường, không phải là digital đó. Thì chỉ có một cái gần đây nhất mà mình thấy đó là một cái case study thú vị. Đó là gì? Đó là trước cái live show của Denvo ấy, thì anh ấy đã chi ra mình không nhớ là 500 hay 1 tỷ, chi ra 500 đến 1 tỷ và chạy một cái banner quảng cáo ngoài trời, dạng tiếng Anh gọi là OOH, nghĩa là outdoor gì đó, home không nhớ chính xác. Thế thì anh Denvo, nghệ sĩ Denvo là một cái rapper cực kỳ nổi tiếng ở tại Việt Nam, thì anh đã bỏ ra khoảng 500 đến 1 tỷ đồng, mình không nhớ chính xác, để mình sẽ check lại. Thì để gọi là để cảm ơn các cái fan hâm mộ đã mua vé để tham gia vào cái live show đầu tiên của anh ý sau 10 năm ca hát đó.
Trong marketing truyền thông thì nó còn một kênh nữa, đó là kênh radio và kênh podcast. Thế thì kênh radio và kênh podcast tại sao nó lại phổ biến và tại sao có nhiều người mua, nhiều hãng mua cái quảng cáo ở trên đó? Bởi vì là người Mỹ thì họ đi di họ họ di chuyển trên ô tô hoặc là xe hơi hoặc là cái phương tiện công cộng rất là nhiều. Thì trong thời gian đó thì họ sẽ bật radio để xem là có tắc đường hay không, hoặc là để nghe nhạc chẳng hạn. Đó, hoặc là họ sẽ bật cái podcast, nghĩa là podcast nó trở thành một cái thói quen rồi. Cái podcast trên trên các cái chương trình podcast ấy, đó thì trên Spotify chẳng hạn, đó thì họ nghe rất là nhiều. Đó thì như vậy là cái việc quảng cáo trên radio hay podcast nó rất là phổ biến. Và Tuấn nghĩ rằng là khoảng tầm 3 năm nữa thì chắc là ở Việt Nam cũng sẽ phổ biến hơn. Ở Việt Nam thì hiện tại là cái kênh radio là ok rồi, nhưng kênh podcast thì là khá là ít. Cái điều thứ ba, điều thứ nhất là insight, điều thứ hai là marketing communication, và điều thứ ba là activation. Activation là kích hoạt thương hiệu, kích hoạt nhãn hiệu, nhãn hàng. Thế thì các cái hoạt động kích hoạt nhãn hàng ở tại Mỹ lại diễn ra rất là ít và so với Việt Nam, bởi vì là nhân công, chi phí nhân công thì nó quá là đắt đỏ đi, và diện tích nước Mỹ thì nó rất là rộng lớn, thành ra là nếu như mà bạn muốn phủ cái activation, nghĩa là cái kích hoạt thương hiệu ở toàn bộ nước Mỹ thì nó sẽ khá là tốn kém. Và bây giờ ấy, thường là bây giờ ấy, người ta sẽ thiên về câu chuyện là kích hoạt online, thì cái độ online, cái độ phủ nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều thay vì offline. Điều thứ tư đó là trade marketing, nghĩa là marketing offline. Thế thì đương nhiên là như các bạn đã biết là thị trường Mỹ là một thị trường cực kỳ rộng lớn, và như vậy thì là việc mà di chuyển hàng hóa đi khắp mọi nơi thì nó sẽ không hề đơn giản. Đó thì mình cũng không được nhầm tưởng là gì, ở Mỹ là chỉ có siêu thị này, không có chợ này, không có tạp hóa, lên phân phối là dễ dàng hơn ở Việt Nam. Thì kênh siêu thị ở Mỹ nó khá là phức tạp, và nó có những cái chuỗi là ví dụ như là chuỗi xuyên toàn quốc, nghĩa là xuyên nước Mỹ, hoặc là những cái chuỗi riêng của từng bang một đó, và đến thậm chí là đến những cái cửa hàng lẻ, cửa hàng độc lập. Thế đó thì là thành ra là khi mà triển khai các nhãn hàng, các nhãn hàng sẽ phải triển khai theo tùy cái năng lực của họ để mà triển khai, chứ không làm theo một cái công thức cố định nào đó. Đó thì tuy nhiên là với cái nền tảng cơ bản như vậy thì cái việc mà nền tảng cốt lõi và kiến thức về marketing chung thì nó đều như nhau. Đó, tuy nhiên là đối với mỗi một chiến dịch thì nó sẽ hành xử một cách khác nhau. Và một trong những cái chiến dịch online mà mình rất là yêu thích đó là những cái chiến dịch làm video marketing của Coca-Cola. Đó, vì Coca-Cola thì họ làm ra những cái video mà nó kích hoạt, gọi là activate những cái sản phẩm mới của họ ấy, cực kỳ tuyệt vời. Thì ở trong cái dưới cái mô tả video này ấy, thì Tuấn sẽ trích dẫn ra một vài những cái video cực kỳ thú vị của Coca-Cola mà nó có thể là làm kích hoạt, giúp cho Coca-Cola kích hoạt thương hiệu hoặc là đẩy cái doanh số lên ở trên toàn cầu luôn. Và với một cái video mà không quá nhiều là ngôn ngữ và chỉ đơn thuần là những cái hành động thôi, nhưng mà video nó cực kỳ tuyệt vời. Đó, thế thì nếu như mà các bạn mà tham gia vào lĩnh vực marketing, đặc biệt là cho cái mảng F&B, FMCG hoặc là FMCG chẳng hạn, thì các bạn nên tham khảo những cái case study của Coca-Cola hoặc là những cái nhãn hàng lớn đấy. Ok, thế thì trên đây là Tuấn đã chia sẻ với các bạn là cách làm marketing ở Mỹ thì nó khác biệt gì so với cách làm ở Việt Nam. Đó thì ở mỗi một thị trường ấy, nó sẽ có những cái khác biệt khác nhau, và mình cần phải hiểu được cái cốt lõi của nó để mình ứng dụng cho từng thị trường một, từng cái văn hóa một đấy, để nó không bị gọi là giống kiểu localize, nghĩa là mình phải bản địa hóa đi. Video chia sẻ của Tuấn thì đến đây là kết thúc, và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Và nếu các bạn cảm thấy thú vị thì các bạn có thể chia sẻ cái video này và đăng ký hoặc like video hoặc là đăng ký kênh của Tuấn để nhận được những video tiếp theo. Xin cảm ơn.